Cái bẫy đầu tiên anh em có nhớ hôm qua là mình đặt ở cái chỗ này không? Đấy cái chỗ này này. Mà hôm qua mình nhìn thấy là đã cởi đất ra rất là đẹp. Thì mình đặt luôn một cái đầu tiên ở đây. Thế là cái đầu tiên dính luôn. Hôm nay nghe vẻ may mắn rồi anh em ơi. Đây là một cái nhá. Nó kẹp hai chân của nó vào. Hai chân. Hai chân. May quá con này mà chỉ cần lệch ra một tí nữa thôi là không không bắt được con này luôn. Hey yo, what's up anh em, chào mừng anh em đến với Lạ Vlog. Và mình là siêu nhân bắt chuột. Ok, thì có thể anh em đã biết ở video lần trước, cái video mà mình làm bắt chuột bằng bình xịt ga với cả video bẫy chuột bằng thùng sơn ấy, đều thất bại toàn tập, fail toàn tập. Đấy, thế này mình đã quyết định đầu tư bẫy chuột anh em ơi. Thì đúng ra là mình định mua cái loại bẫy chuột mà lồng đấy anh em ạ. Cái bẫy lồng mà kiểu khi mà con chuột chui vào nó sẽ đóng lắp vào xong là nó bắt được sống luôn ấy. Đấy, nhưng mà nhà này nó hết cái bẫy lồng rồi, thế là mình bắt buộc phải dùng cái mua cái loại bẫy kẹp này. Đấy, thì hôm nay là mình đã đầu tư là cả thóc này, chuối này, mồi chuối để cho thơm. Ở đây có 5 cái anh em ơi, thì bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài kia, mình sẽ bắt đầu gài bẫy chuột để xem thân nào. Ngày mai mình có bắt được con nào không? Mình rất là muốn bắt được chuột để làm video chuột chiên giòn cho anh em xem nhỉ, ok? Anh em có thể tưởng tượng là mình cay cú mấy cái con chuột như nào anh em ơi. Hai video lần trước fail toàn tập rồi, fail toàn tập, thất bại toàn tập. Đấy ok, hôm nay mình đã chuẩn bị ở đây như mấy cái, 5 hay 6 cái, 5 cái. Cái loại bẫy ngoạp này nhá, đúng ra là mình muốn mua cái loại mà kiểu dạng bẫy lồng ấy. Nhưng mà quán ấy hết bẫy lồng rồi thì mình phải mua cái loại bẫy này. Đó, bẫy kẹp chân. Rồi ok, thì là bây giờ là mình sẽ bắt đầu sắt chuối nhá, sắt chuối ra trước. Sau đó mình sẽ đi ra ngoài kia, mình tìm những cái chỗ nào mà khả thi thì mình sẽ đặt bẫy nhanh em ơi. Hy vọng là video này sẽ không thất bại nữa. Đấy anh em like video ủng hộ mình đi. Hy vọng là có chuột để làm món chuột xào xả ớt hoặc là chuột chiên giòn. Cay cú nó lắm rồi. Đấy, hy vọng video này sẽ khả thi hơn. Đó ok. Thì mời anh em cùng mình lên được nhá. Đấy, quên quần dao. Nào, anh em ơi. Anh em ơi, cái bãi này, ui, chuột nó cởi ra to đùng luôn. Mình sẽ đặt một cái đây nhá anh em ơi. Kia một bãi kìa, kia một chỗ nữa kìa. Ấy nó đào ra to thế. Nào mình sẽ đặt ở đây một cái nhá. Mình sẽ đặt giải rác ra. Wow, cái hang này của nó to đấy. Không biết là hang này là hang đường đi của nó hay là hang gì đây. Nào, anh em dùng cái bẫy này thì phải cẩn thận nhá. Tại vì cái này nó quạp là khả năng là đau tay lắm đấy. Ui cái đây cả hang to nữa này. Hai hang. Rồi anh em ơi, mình sẽ giải ra để lấy cái mặt phẳng. Rồi. Ở đó mình sẽ cho một miếng chuối nhá. Đó anh em ơi, đặt cái này phải nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Mình sẽ rắc một ít thóc để làm mồi nhá. Lần trước mình làm dùng cám ấy không khả thi cho lắm, bây giờ mình dùng thóc rồi. Ok, mình sẽ để như vậy thôi. Để sâu vào tí nữa. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến tiếp chỗ tiếp theo nhá. Đây này, chỗ này nó cũng một hang rất là to. Hang này không biết là nó đào từ đâu ra, con này khả năng to lắm này. Nào ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra chỗ tiếp theo nhá. Thì bây giờ mình sẽ tìm những cái chỗ đào có đường đi mà vẫn còn mới đấy. Mình sẽ đặt vào trong nhá. Những cái chỗ nào đường đi mà vẫn kiểu cảm giác là nó mới đi qua là mình sẽ đặt đấy, là khả năng sẽ dính rất là cao. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt vào trong nhá. Chỗ này thì nghe vẻ không khả thi cho lắm, nhưng mà thôi cứ đặt một cái. Tí nữa mình về kia mình đặt chỗ kia hơn, chỗ kia nó nhiều cái vết đi lại hơn. Rồi anh em ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi tìm nhá anh em ơi. Khi nãy mình đi qua đây mình nhìn nghe đấy, dưới đây nó chạy chuột, tiếng chân chuột à. Tiếng con chuột nó chạy nhiều dã man luôn. Đấy chỗ này cũng rất là mới này, cái vết nước của nó này. Chắc là vừa ấy mới xuống dưới đây ăn ốc xong nó bò lên đây. Ok mình sẽ đặt đây một cái nhá. Thử xem. Hy vọng là sẽ bắt được. Anh em hãy like video để ủng hộ cho mình có thêm nhiều may mắn nhá. Chứ cay cú nó lắm rồi. Mấy hôm không bắt được rồi, mấy video không bắt được rồi. Rồi. Anh em phải tuyệt đối cẩn thận. Mất ngón tay lúc nào không biết đâu anh em ạ.
Đó, mình giải đây để làm mồi nhá anh em ơi. Rồi. Xong cái nữa, che nó kín kín nào. Để tạo cho nó không gian được an toàn, được yên tâm anh em ạ. Anh em ơi, cái cuối cùng này mình sẽ đặt chỗ này nhá. Nhìn thấy nó đào lên rất là ác. Cái chỗ này không phải là cửa hang của nó đâu, cái chỗ này chỉ là cái chỗ mà kiểu dạng là nó đào để nó kiếm rễ cây, kiểu dạng rễ cỏ lăn thôi. Nhưng nó còi ra rất là to. Nếu mà bẫy thì con này khả năng rất là to này anh em ơi. Mình sẽ đặt lốt cái đây, sau đó là mình sẽ đợi đến ngày mai với hy vọng là sẽ bẫy được con nào đó nha anh em ơi. Rồi. Ok anh em ơi. Thì bây giờ là mình sẽ di chuyển đi về. Sau đó là đợi đến ngày mai. Ủa chỗ này to này. Những cái chỗ này đường đi rất là to luôn. Đó, ok anh em ơi, thì bây giờ là mình sẽ di chuyển về. Sau đó là mình sẽ đợi đến ngày mai với hy vọng là sẽ bẫy được con nào đó nha anh em ơi. Anh em hãy like video để cho mình có thêm nhiều may mắn, cũng như là bẫy được thật là nhiều chuột nha anh em ơi. Ok anh em ơi, thì bây giờ là buổi sáng của ngày hôm sau rồi. Thì là bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài cánh đồng, mình sẽ kiểm tra mấy cái bẫy của mình nhá. Với hy vọng là sẽ bẫy được cái con nào đấy để mình sẽ làm cái món là thịt chuột chiên giòn cho anh em xem nhá. Ui. Lâu lắm rồi không được ăn anh em ơi. Đó, ok, cún ở nhà nhá. Cún đi chơi không? Nào, cún đi chơi không? Anh em ơi, nếu mà con cún nhà mình mà kiểu dạng là theo mình đi chơi ấy, nó không dám ra ngoài cổng anh em ạ. Nó chỉ dám ra loanh quanh ngoài cổng thôi, không dám đi xa. Nếu mà nó dám theo mình đi chơi thì mình sẽ cho nó đi ra ngoài cánh đồng để cùng mình bắt chuột. Con này đi ra ngoài cánh đồng mà nhìn đi chuột thì là nó đuổi chuột hàng năm này. Nhưng không có cách nào để cho nó đi chơi được cả. Thôi cún nhà nhá, cún nhà. Anh đi bắt chuột. Nếu mà có anh mang về cho cún ăn nhé. Ok anh em, thì bây giờ là mình đang có mặt ở ngoài cánh đồng. Mà hôm qua mình với cả bà còi có đặt bẫy đấy. Thì bây giờ là mình bắt đầu ra thăm bẫy để xem có bắt được con nào không nha anh em ơi. Chắc là mình phải kiếm theo cái que. Đây à. Ở đây đầy que luôn. Rồi. Ok anh em ơi, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu. Dính luôn anh em ơi, dính luôn. Được rồi anh em ơi, hôm nay có bữa rồi anh em ơi, nhìn này. Cái bẫy đầu tiên anh em ơi. Ấy, ấy. Vẫn sống anh em ơi, vẫn sống này anh em ơi. Cái bẫy đầu tiên anh em có nhớ hôm qua là mình đặt ở cái chỗ này không? Đấy cái chỗ này này. Mà hôm qua mình nhìn thấy nó đã cởi đất ra rất là đẹp. Thế mình đặt luôn một cái đầu tiên ở đây. Thế là cái đầu tiên dính luôn. Hôm nay nghe vẻ may mắn rồi anh em ơi. Đây là một cái nhá. Nó kẹp hai chân của nó vào. Hai chân. Hai chân. May quá con này mà chỉ cần lệch ra một tí nữa thôi là không bắt được con này luôn. Đó may quá anh em ơi. Con chuột đầu tiên nhá. Cái là con này không chạy đâu. Nghe vẻ đuối lắm rồi. Không chạy đâu, nó cứ để đây thôi. Bây giờ mình cứ để đây thôi. Bây giờ mình đi thăm cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai để đâu nhỉ? À đây. Cái bẫy thứ hai là cái bẫy cuối cùng luôn. Mình mang về đây mình đặt để xem có không. Đâu nhỉ, chỗ nào nhỉ? Ô. Anh em ơi. Thôi, hỏng rồi. Cái này là bị sống rồi anh em ơi. Đấy, cái bẫy của mình nó sập rồi này. Nó kẹp luôn cả cỏ vào đây này. Đấy. Còn đây là miếng chuối, mồi chuối. Đây cái mồi chuối này nó vừa động vào phát nào nó sập, nhưng mà may quá con này là bị sập trượt, thế là nó sống rồi. Đấy, thế là hạt những hai cái hạt thóc mà mình làm mồi nó ăn nó nhằn, nó còn để mỗi cái vỏ trấu đây này anh em ơi. Đây này. Đó phí quá. Thôi cái này mình cứ để đây, tí nữa mình quay lại mình gài lại bẫy nhá. Gài lại bẫy mấy cả tí nữa mình vào kia mình lấy thêm ít thóc mình mang ra, mình giải. Để đến hôm sau, ngày mai ngày kia mình ra thăm bẫy tiếp. Đó, thế là sống một con rồi, thôi hôm nay là được một con rồi, may mắn rồi. Ok anh em, thì bây giờ là mình đang trên đường đi ra thăm cái bẫy thứ ba anh em ơi. Mình nhớ là mình đặt ở đâu đó quanh cái dọc này thôi. Bây giờ mình cứ đi mình nhìn là mình sẽ nhớ ra. Tại vì hôm qua mình để cái chỗ đấy nó nhìn khá là dễ. Đây đây đây, chỗ này đây rồi anh em ơi. Đây. Hôm qua mình đặt ở chỗ này. Ơ bẫy đâu nhỉ? Sao nó không thấy anh em ơi? Không thấy bẫy đâu này anh em ơi. À đây đây đây. Ô không dính anh em ạ. Đây. Anh em ơi. Hôm qua mình đặt một cái ở trong đây, anh em nhìn rõ chưa? Gì à? Chuối với cả gạo vẫn còn nguyên. Chưa con nào vào cả. Thì tí nữa chắc là mình sẽ di rời cái bẫy này ra chỗ khác nha anh em ơi. Tại vì chỗ này nghe vẻ là không có con nào vào. Cái này vẫn còn nguyên. Thôi. Tí nữa mình sẽ di rời nó ra một cái chỗ nào đấy. Nhiều đường đi hơn. Cái nữa là ở đâu nhỉ? À, góc đằng này, góc đằng này, góc đằng này. Đấy anh em ạ. Qua một đêm thật lú rồi. Mới sáng ngủ dậy là lão nó chưa chịu hồi về đây nè. Kiểu ơi chỗ này này, bây giờ mình để ý. Cái bãi cỏ này này. Toàn là đường đi của chuột thôi. Anh em nhìn này, những cái vẹt vẹt đen đen này, toàn đường đi của chuột thôi. Đấy, chỗ này này. Cỏ còn rất là mới. Khả năng tí nữa mình sẽ di rời cây bẫy kia ra chỗ này. Hợp lý anh em ạ. Đây này anh em ơi. Ôi thôi hỏng rồi, lại sống con nữa rồi. Anh em ơi. Cái này của mình nó lôi vào tận trong. Đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem nhá. Anh em có thể thấy là những cái hạt thóc này
Nó ăn là còn mỗi trấu thôi. Anh em nhìn này, thấy chưa? Còn cái miếng chuối của mình thì nó lôi vào trong luôn rồi. Còn cái bẫy này chưa sập nha anh em ơi. Cái này khả năng là do mình cài quá sâu đây anh em nhìn này, cái chốt này. Đây anh em nhìn rõ chưa? Cái chốt này do mình cài quá sâu nên là nó lôi miếng chuối đi rồi, nó ăn hết thóc rồi mà bẫy vẫn chưa sập. Đây anh em nhìn này. Đó, thôi bây giờ mình sẽ phá cái bẫy này, tí nữa mình sẽ làm lại nhá. Chỗ này khả năng là tí nữa mình sẽ đặt lại một cái bẫy nữa. Để cố gắng ngày mai cái kia sẽ chinh phục cái con này. Đây anh em nhìn này, cái hang của nó đào ra rất là đẹp. Chứng tỏ cái hang này đi ra đi vào rất là nhiều, nhưng mà do cái chốt bẫy của mình đặt quá sâu này anh em ơi. Anh em có thể nhìn này. Đặt sâu đến khoảng 1 mm. Đấy, thế nên là không thể bẫy, không thể sập được. Thôi, nào bây giờ là cái này để đây. Tí nữa mình sẽ làm lại một cái bẫy khác, sau đó mình lại đặt chỗ này nha anh em ơi. Ok anh em, thì bây giờ là mình sẽ đi tìm cái bẫy cuối cùng nhá. Hôm qua mình nhớ là đặt ở đâu đó một cái chỗ nào mà có những cái cành cây khô này. Mình nhớ là thế. Chỗ này hoặc chỗ này. Chỗ nào nhỉ? Mình nhớ là đặt chỗ nào mà có cành cây khô. Tại khi đặt là mình sẽ đánh dấu trong đầu là nó có những cái gì kiểu đặc trưng để mình nhận biết đấy. Hình như cành này hoặc cành trên kia giống nhau thế nhỉ? Cành nào cũng là cành cây khô. À đây đây đây. Đây rồi, đúng rồi, chỗ này. Cái này cũng không được nha anh em ơi, cái bẫy này xịt nhá. Đấy. Khá là đen, cái bẫy này xịt luôn rồi. Được, ok anh em ơi. Thì nói chung là thành quả của hôm nay là chúng ta sập được 3 con thì hai con sống, hai con sống mất, một con bẫy được. Ok anh em ơi. Thì sau khi mà mình mổ nó ra thì được như thế này. Cái con cú này cứ thấy thơm, nó cứ nhoi nhoi lên trên này. Thì là vì một số lý do nên là mình sẽ không quay cảnh giết mổ cũng như là cảnh thui nó nhá. Đây, mình cũng cố tình chặt đôi nó ra để cho nó đỡ ghê anh em ạ. Nhiều người người ta nhìn thấy chuột người ta ghê, mà nhìn thấy cả con thì người ta sẽ ghê. Đây anh em ơi. Đó, mình đã chặt đôi ra rồi. Ui, cún, cẩn thận. Đó, chặt đôi ra. Xong rồi mình thui vàng. À, thui vàng xong đấy mà mổ xong rồi chặt đôi ra. Đấy thì là được cái này. Thịt nó khá là thơm. Thì ở nhiều nơi người ta còn gọi thịt chuột nó gần như là kiểu dạng là gà đồng anh em ạ. Bởi vì người ta ví thịt chuột rất là ngon. Nhưng mà đối với những ai mà kiểu dạng là thấy chuột mà thấy ghê ấy, thì là không dám ăn thịt chuột đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn dám ăn một lần thì đảm bảo các bạn sẽ thấy ngon và thấy thèm, kiểu dạng như là sẽ nghiện luôn anh em ạ. Bởi vì thịt nó rất là thơm, rất là ngon. Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ vắt thêm ít chanh vào để kiểu dạng như là sát mùi hôi nha anh em ơi. Thì mình cứ làm nó sao để cho nó ngon, cho nó thơm là được anh em ạ. Mà quên, anh em nào đã được ăn thịt chuột thì anh em hãy comment phía bên dưới nhá, và nêu cảm nhận xem là thịt chuột ngon hay không ngon nhá. Ok. Cún 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 cún. Anh em ơi, nhìn nhìn này, nhìn này. Cái con cún nhà mình không bao giờ nó nhoi nhoi lên bàn này, mà khi nãy nó còn nhảy lên tận trên bàn này. Ấy, kiểu dạng nó ngửi thấy cái mùi chuột này nó thơm này. Ấy, khả năng là con này nó thích chuột đấy. Mình đã có ý tưởng là hôm nào mình sẽ rủ con cún này, mình sẽ dắt nó ra ngoài cánh đồng, sau đó mình với cả cún đi cuốc chuột để cho nó bắt anh em ạ. Mình cuốc còn cho nó bắt. Con này thì là cái mũi của nó rất là thính anh em ạ. Đấy, mà nó nhanh nhẹn nữa. Thế mình nghĩ là khả năng nó sẽ bắt được chuột anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vắt chanh vào nhá. À, vắt quất. Vắt tí quất vào để cho nó hết mồ hôi anh em ạ. Đó, anh em nào đã từng được ăn thịt chuột thì anh em hãy comment bên dưới nhá, nêu cảm nhận xem ngon hay không ngon. Nhiều bạn sẽ thấy ghê ghê, tại vì thứ nhất là sợ chuột, thứ hai là nhìn có nhìn con chuột nó ghê ghê. Đấy, nhưng mà các bạn này, khi mà ăn rồi thì các bạn sẽ thèm luôn. Anh em ơi, vắt con chua vào nhìn nào. Dã man chưa? Ok anh em, thì cuối cùng thành quả của chúng ta đấy nha anh em ơi. Thơm quá anh em ơi. Nó giòn, nó vàng. Sau đó mình ở đây có chuẩn bị một cái gì nhỉ? Tương ớt này với cả nước chấm chanh muối ớt nha anh em ơi. Đó. Hôm nay đen quá, sống mất hai con anh em ạ. Nếu không là mình có ba con để thịt rồi đấy anh em ạ. Đen quá, sống mất hai con. Anh em tưởng tượng cái da của nó rất là giòn. Rất là giòn luôn. Cái chỗ này hơi cháy à. Nếu mà ai lần đầu tiên ăn đấy thì sẽ cảm thấy rất là ghê. Nhưng mà ăn rồi sẽ thấy ngon. Giòn tan. Chấm với cái nào cũng ngon. Chấm với cả tương ớt này cũng ngon. Rồi là chấm với cả chanh tỏi ớt cũng ngon. Ngon quá anh em ơi. Ai đã từng được ăn thịt chuột anh em comment phía dưới nhá. Ừ, công nhận ngon sợ. Ngon quá. Tiếc quá hôm nay bà còi bà không có ở nhà. Chứ không bà còi được thưởng thức thịt chuột đấy. Cái xương của nó mình quay giòn tan luôn. Đúng là nhiều nơi gọi là thịt gà đồng, đúng thật. Rất là ngon. Đôi khi còn ngon hơn cả thịt gà đấy anh em ạ. Rồi. Mình sẽ làm miếng đùi nha anh em ơi. Em thấy chưa? Cái thịt của nó này. Đó.
nếu mà ai chưa được ăn ấy thì người ta sẽ nghĩ rất là ghê, nhưng mà khi ăn rồi thì các bạn sẽ tưởng tượng nó quá tuyệt vời luôn. Riêng cái đùi này anh em ơi, anh em nghe thấy tiếng không, xương nó giòn tan luôn đó, một phát nữa rất là ngon. Xem là cái anh em nhá, giá kẻ hôm nay bắt được 3 con thì ngon anh em nhỉ, ngon quá. Một con không đủ anh em ạ, đúng ra phải 2-3 con. Đây, còn cái đầu này mấy cái ít xương này mình sẽ dành con cún nhá. Ngon không? Hóa ra là con này cũng máu thịt chuột. Đấy anh em thấy chưa? Khi nãy mình khi nãy mà mình bỏ thịt chuột ra mà lúc mà bóp chanh đấy, nó cứ nhao nhao thì nó thèm ăn, nó ngửi rất là thính. Thì chứng tỏ là con này rất là thính. Đây cún này. Ăn đi. Đó. Hôm nào ra đồng bắt chuột cùng tao nhá. Về tao cho nguyên một con luôn. Đấy. Nó gặm được cái miếng to nó tha trong kia rồi. Thì ok, cảm ơn đã xem video, và nếu em thấy video này hay cũng như là thích mình làm cái chủ đề video gì đấy thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé, đóng góp ý tưởng phía bên dưới. Đấy, lần sau mình có ý tưởng là đó chính là mang cả chú cún này, mang cả con cún nhà mình ra ngoài cánh đồng cùng mình đi cuốc chuột anh em ạ. Thì mình cuốc xong là cho nó bắt. Nếu mà anh em thích ấy, anh em hãy comment phía bên dưới nhá. Và quên chưa nói với anh em là mình có một kênh khác, đó chính là kênh Lạ TV, cũng như là một kênh khác của Bà Còi, đó chính là kênh Bà Còi Vlog. Thì anh em hãy dành ra 1 giây đăng ký kênh Lạ TV cũng như là kênh Bà Còi Vlog để ủng hộ cho mình nhá. Đăng ký kênh Lạ TV để có thể theo dõi những video thú vị hài hước nha anh em ơi. Đừng ngại gần gì, hãy dành ra 1 giây thôi, 1 giây đăng ký kênh Lạ TV để ủng hộ mình nhé. Đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha anh em ơi.